nhà của cái ông mới cắt bây giờ đó, có cái cây bồ đề đó, À. thì chỗ đó là chỗ là nguy hiểm đó. Cái đó có ma hả? Mà có là... Vậy là đây mình đi ra ngoài được không ta? đường đó đi ra ngoài, thì ông vừa quẹo lên, có khoảng chừng 100 mét. Trời ơi, lúc đó tôi nói cho ông nghe nè, lúc đó đó hen, là dắt dắt đó là tôi xịt chỗ đất chển, tôi về đất này là có khoảng chừng 12 giờ khuya. À. Tôi chạy xe ngang nè, nó phóng ngang một cái nó nguyên cái bộ đồ bông bông đỏ đỏ, nó phóng ngang Là ở đây mình đi đường bên kia ha, đường bên kia nó vô, có cái đường nó vô. đường này nè, đường tắt nè, đi ra ngoài mà đường này nhỏ quá không biết cưng chạy được không ha. Không đúng, để xem đây đi bộ ngoài. Đi ngoài sao Trời không ta? ơi, ra ngoài nói vậy nó cong cong quẹo quẹo chứ ra ngoài cũng 300 400 mà. 300 400 mét. Trời ơi, tại tôi để một cái ha, tôi thắng đậu lại một cái sọt, ngã xe tôi tưởng nó đụng người ta, tôi quảng hồn tôi lại tôi ở lại xong nó mới tiêu cậy, xong lọt dưới hầm tiêu, tôi nói chết đĩ mẹ, tôi gọi bóp đèn này lên, tôi gọi không thấy gì chân kỹ trời. Này chỉ có như nó nhát rồi nó hù ông cũng té xe. Rồi tôi mới chạy đi lần đằng đẵng À. mà cái đèn này không có dặn, nó không lên đâu, nó không cháy. Rồi. Mà cái thằng kia đứng kế bên nó bận cái quần jean, À. quần jean mà cái dạng mà gần 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 hơi hơi giống lính Mỹ vậy đó, À. bạn cái áo thun một bên thì rách một bên thì còn, mà nó không có con mắt, Trời. nó đứng kế bên mà con nó trắng tát à, nó đứng kế bên tôi á, nó nói bầu 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 có thấy ai đây không, nó em ru mà nó đứng nó niễn con bên gì không, nó đụng đỉ mẹ thằng này sao kỹ trời, mà cái đèn dặn không lên mà chăng nó dặn không có chăng mở mờ mờ gì, gì đâu, như cái dạng mình thấy thấy thôi ha, thấy 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 thôi chứ không nhìn rõ ha. Rồi tôi lấy điện thoại tôi bấm lên mà chắc nó tôi quýu trơn rồi, nó chết điện lại ha, cái thằng này không phải là lỗ mơ gơ mình này, gơ khác rồi. Tôi mới chạy nữa ra lần kia, À. đạp xe nổ tôi gọi lại thì không thấy nó, tôi chạy lại thì không thấy, tôi chạy đảo xuống một cái nữa mà tôi cũng dạng lắm, tại mình mà nghề đồng mà. Tôi chạy đảo xuống nữa tôi không thấy, tới chừng tôi đại chạy đảo lên cái đèn xe nó tắt queo ngay chỗ đó nữa hả, ngay chỗ đó nó không cháy, tới chừng tôi lại nới đằng khuôn cư đảo xuống tôi gặp nó nữa, tôi nói chết con đĩ mẹ rồi, tôi mới điện Sung, ông Sung thì ông chuyên gia bên đầu trì, điện ổng, ông nói trời trời giờ này điện làm gì, ông chạy xuống coi, ông giận cái thằng này lũng nữa, nó không phải gơ mình, ông nói giờ này mà thằng nào đó mà không phải gơ mình kìa, tôi nói trời ơi nó không có con mắt, nó hủng rồi ổng mà nó trắng tát à, kỳ lắm. Vậy là có vô chỗ không, có thấy không? Ông chạy xuống ông gặp rõ ràng, tới chừng hai anh em cặp cổ lội đảo lại, là hai anh em bật hai cái đèn lên gọi đảo lại thì không gặp nó. Ông chạy xuống ông thấy ông nói đường nào vô đồng chú, đường nào vô đồng chú, mà nó im ru nó không nói nào, mà nó đứng tư thế gan tôi kể ổng vậy đó. Đứng cái đầu niễn bên ha. Đứng niễn bên nó sủ con bên vậy nè. Trời mà một bên cái áo hiện bên rách bên còn. Nó bằng quần jean luôn. Bằng quần jean, cái quần jean mà nó sọc sọc. Nó theo đội nó còn trẻ. Ở đây ngay thì tâm linh thì cũng có nhiều mà mình chưa có chắc, chưa nóng đi ngay chỗ thôi, ngay chỗ là dính, ngay chỗ là dính à. Ngay chỗ là cần đi trên khu dân cư đi xuống còn một cái nhà là mới cắt có hàng rào màu xanh là cặp đó là cái hàng là có cái cây bồ đề bự đó. Đi vô trong kia có vườn chuối hả? Ừ. Mà kế đó là cái vườn chuối đó. Cái khu vực đó nó có đó. Cái khu vực đó hình đó có quay rồi có thấy. Có thấy không? Có thấy. Có vô trong đó rồi. Ừ. Đúng là cái khu này là cũng quay cũng nhiều lắm mày. Ừ. Nghe vô chỗ này mình đó về nghe kể về tâm linh là cũng nhiều lắm. Dưới này thì có mấy cái nghĩa địa, dưới này lúc có lúc không. Nghĩa địa Cò Nê đó ha. Nghĩa địa Cò Nê nằm dưới này. À, còn cái nữa. Trời ơi, ngoài này chòm đến dùm đến chỗ Ba Sen đó, tôi chỉ bộ đó, nhóc hết trơn ngoài đó. À. Biết nhiêu đó. Ở ngoài đó lâu lâu nó làm như đám cưới vậy đó. Trời. Ừ. Nó làm như đám cưới vậy đó, nó gỗ hả? Ờ, nó mình nghe cái xô cái xào cái xô xào nói chuyện ha, ờ làm lù xù lù xù lù xù lù xù mình đi xịt ban đêm á, nó làm như lù xù lù xù lù xù lù xù giống như là giống như cung đình ở dưới mà mình ở đằng xa mình nghe vậy đó, nó rằng 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 cái đó mà bày rồi. Ở cái đó là ngay ổ rồi. Cái đó là dòng họ của mà ông này một khúc, ông kia một khúc. Gì đó đó. Gì vậy? Ngồi đây, ngồi đây. À.
Họ đang kể chuyện ma chút xíu. Ông đang kể chuyện ma mà chính ông thấy luôn. Đang kể. Thấy luôn. Chính ông thấy luôn. Đợt đó là thấy luôn. Mà nói chung ra trong mình mạnh khỏe là không bao giờ thấy. Mà mình yếu yếu, yếu, à, yếu, yếu là nó cho thấy. Mình thức, thấy liền. Mình thức nhiều đêm cái mình đuối. Cái mình gặp những cái tình trạng gì đó. Mà ngay cái chỗ đó đó. Ngay cái chỗ mà ở tôi... đây giờ đi ngoài chắc là khó. Ngoài là có đường nó cua quẹo quẹo ha. Mình nhắm mình ở đây mình pha cái đèn ngoài mình thấy không? Không đâu. Phức giường nhiều lắm. Mình chạy xe ra tới đó cái thì đường, ở ngoài đường ấp chiến lược này mình chạy là nó có nguyên cái dàn giường đó ha. Ngoài sau đó ha. Thì anh chạy ra kể là nhớ biết khu màu đó rồi. Ông vừa chạy lên phục ra lộ là ông vừa quẹo lên có khoảng chừng 100 mét là có cây bồ đề bành kia là chỗ đó là lụm đó. Rồi, để mai mốt đi. Quay lại đó coi thử coi. Cái chỗ đó là nhà anh Linh anh mới cắt. Là chỗ đó như nếu mà không có nhà của anh Linh hay là khu vực ở trên khu dân cư lâu lâu người ta đi xuống dưới đó là người ta ỉ ỉ nào kia hay hoặc là ấy người ta dòm thấy hoài. Ta thấy đi qua lại. Là tôi chạy xe qua lại chỗ đó vô gia chạm hết một kỳ chặn đó đó. Để chỗ đó đó. Bây giờ chỗ đó có nuôi chó quá mình không biết làm sao nha. Mà cặp cái khu vực đó, cặp cái nhà của anh đó mép dưới có cái cây bồ đề đó. Vòng vòng cái chòm đó đó. Là có. Tại cái chòm đó một lần nghe nói có mấy ông bạn trôi sông đó rồi mấy ổng thấy tội nghiệp mà mấy ổng có đem vô đó. Vớt rồi chôn đó ha, là mấy người cái dạng như là chết mà không có người thân đó hả? Không có người thân. Ông có gửi gắm trong đó. Rồi để như là chỗ đó cũng chó nhiều lắm. Chỗ đó cặp nhà của anh Linh có nuôi 2-3 con chó, anh sủa lắm. Nó sủa quá cũng khó quay. Mà khi nó nghe tiếng sủa đâu dám ra đâu cho mình thấy đâu. Thì tới lùi đó. Hiện quay từ lúc đó chỗ đó thì mép dưới đó. Dưới đó một chút. Thôi giờ mình đảo một vòng coi. Đảo vòng trong giường này coi. Đảo một vòng cái đi. Tôi nằm giống đây. Mẹ mẹ đứng ngoài cái mấy thằng kia trời. Nên như là có cái người ta thấy luôn, người ta thấy rõ ràng. Nhưng mà ở phía bên kia, còn trong đây là mình đang ở trong cái giường. Ui da, không thấy đường đá luôn. Đây là cái khu mộ này cũng mới mất đây. Mình đó có cái nhà hả? Đó có nhà, bên đây cũng có cái nhà. Thì cái nhà hồi nãy thì cái ông anh đó thì ổng là cái người cũng như là cái khu vườn này của ổng. Đó, và ổng cũng kể những cái khi mà ổng gặp ma đó nha.
thì ông cũng chia sẻ cho mình được một đoạn. Thì hiện tại thì nó ngay thì gì à? Ông cũng cho mình quay trong khu vườn ổng rồi xem như thế nào, có thấy gì hay không vậy đó. Ổng có thấy ma rồi ổng mới tin, cho nên thì ổng ổng kêu mình cứ quay trong đây đi, có thấy gì cho ổng hay chứ. Mấy người dạng người ở đây, người ta là người vườn, làm vườn đó nha, người ta gan lắm, người ta ở đây thường xuyên à. Má, cái gì trời. Ngồi đứng trước mặt kìa, sao luôn hả? Như cái phong này không thấy mình nữa sao ta?
Ghê ta. Rồi mình đi giáp cái khu này thử. Thấy cứ để đó đi, từ từ tính. Đó có cái khu mồ của ông cụ, cái người mà cái người cha của cái ông anh mà mình nói chuyện nãy đó cả nhà. Cái này thì để mình phân từ từ để mình tìm hiểu cái okay. Cái đèn ông đang gọi đó. Ủa sao tháo tung hết trơn rồi. Cái bóng nó mất tiêu rồi đó. Nhìn mới sáng chân chớp không đều rồi.
Đây cái giọng của cái ông chủ vườn. Ông đi tới đâu thì giọng tới đó là. Điện. Cái nhà thấy điện không? Không thấy à. Cái nhà mình đi giáp vòng chỗ này cả nhà. Nhưng mà mình nãy mình thấy cả nhà. Nhưng mà mình thôi mình không nói với ông chủ vườn. Ông có hỏi chắc mình sẽ nói là có gì thôi chứ mình không nói rõ. Mình cũng tránh cho người ta sợ đó. Nói ngay thôi giờ. Trước vô thì mình mắt đau quá nha. Con lấy cái kiến theo nè. Nhìn ghê không? Dạ xu dạ. Cái ánh sáng của cái căn hồng ngoại á, nó cháo mắt mình đau. Đó. Thì nó ngay đây cả nhà ơi. Đi vô trong này thì mình có cái cảm giác như có ai đi theo sau mình, nhưng mà mình quay lượng khúc thì mình thấy rõ ràng ổng đứng phía sau lưng mình á. Mình quay lại gặp ổng, mình lại ngay ổng mình kiếm ổng, mình dòm tới giùm luôn không thấy, nhưng mà quay ngược lại sau lưng lại gặp ổng nữa. Thì mình muốn coi ổng đang làm cái gì thì mình mới ngồi xuống đó, mình phóng gần lại cho cả nhà thấy dễ hơn đó nha. Thì mình cũng coi ổng làm cái gì thì mình thấy hồi ổng cũng biến mất rồi mà mình không gặp ổng nữa. Thì để mình tìm hiểu xem một lần nào đó thì mình sẽ đến mình tìm hiểu xem coi cái vong này là ai, mình có thể giúp được hay không đó. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video nha cả nhà, đau mắt quá. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha, bye bye nha cả nhà.